Xin chào quý vị và các bạn, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với mẫu xe Nissan Sunny. Một cô gái U40-50 thì hiện nay đã được thay đổi một chút, biến thành cô gái đang đứng bên cạnh đây. Cô gái này chắc là U20 hay 25 gì đấy. Phải nói là những cái thay đổi thiết kế rất đáng giá, mà các bạn có thể thấy ngay ở phần đầu xe vẫn áp dụng cái ngôn ngữ thiết kế V-Motion của Nissan. Đây, cái cụm lưới tản nhiệt đã được làm to và có cái sự cách điệu ở hai bên, đặc biệt là cái phần ốp của cản dưới đây đã được thay đổi, trông thể thao hơn, cá tính hơn, với cái đường viền chỉ đỏ. Wow. Và hốc đèn sương mù ở phía dưới còn được trang bị thêm một cái đèn LED, giải đèn LED định vị ban ngày. Phần đèn pha thì vẫn là bóng halogen thôi, nhưng mà đã được thiết kế sexy hơn sang hai bên, trông có phần cá tính hơn hẳn, đúng không ạ? Đương nhiên rồi, một cô gái chuyển từ U40-50 lên hai mấy thì phải khác ấy. Chúng ta sẽ cùng đi sang phần hông xe. Các bạn có thể thấy ngay cái dòng chữ ở trên cái bục này: Sunny Q-Series, một phiên bản mới của Nissan Sunny. Phần la răng cũng đã được thay đổi một chút, không còn cái kiểu la răng cổ điển như trước đây nữa. Và la răng này thì xe được trang bị là 15 inch với cái thông số lốp là 185/65. Ở bên đây, bên hông, phần hông xe đây cũng được làm một cái tầm phần ốp ở phía dưới, kéo dài từ cửa trước cho tới cửa sau. Cũng cái phần cách điệu được sơn màu ghi và cái đường viền chỉ đỏ. Rõ ràng là nếu như trước đây Sunny ở phần hông xe cho chúng ta cái sự đơn giản, mộc mạc, thì nay đã được thêm thắt vào những cái chi tiết, những cái trang bị trẻ hóa hơn rất nhiều. Tay nắm cửa chrome rồi đấy ạ. Có cả nút bấm ở đây. Nút bấm này thì chúng ta sử dụng để đóng và mở khóa của xe. Mời các bạn tiến tiếp ra phần đuôi xe ạ. Đuôi xe của Nissan Sunny nay có những gì? Cánh gió ở trên nắp cốp, rồi ốp chrome ở đây với logo Nissan. Mọi thứ đều được làm mới và trang bị thêm, giúp cho Sunny xinh gái hơn phần nào đó. Phiên bản XV Premium ạ. Tất cả những cái phần ốp chrome này đã làm cho cái phần đuôi xe của Sunny nổi bật hơn. Ở phía dưới của cái phần cản sau này thì như chúng ta thấy đã có được cái sự xuất hiện của cái tấm ốp cũng giống như ở cái phần cản trước, màu ghi và đường chỉ viền màu đỏ. Hai bên này là cái này là nếu như trên những cái mẫu xe thể thao thì nó là lỗ ra của ống xả, đường ra của ống xả, nhưng mà trên Sunny thì ống xả ở dưới này cơ, nên là đây có một cái phần ốp, đây ống xả Sunny đây. Và một mẫu xe ở cái phân khúc sedan hạng B thì Nissan Sunny cũng có những cái cánh khe hướng gió ở phía sau đây, các bạn có thể thấy rất rõ. Cái điểm này hơi bị hay luôn. Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ tiến vào không gian nội thất của mẫu xe này xem bản Q-Series được thay đổi những cái gì ạ. Một cô gái không những được thay đổi ở phần ngoại thất mà phần nội thất bên trong cũng được thay đổi các bạn ạ. Con thấy sao về xe này, có đẹp không? Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào không gian nội thất của Nissan Sunny. Như các bạn thấy là cái điểm thay đổi đầu tiên có lẽ chính là cái cụm điều khiển điều hòa này. Trước đây là cái núm rất là thô, vặn cạch ở đây rồi gạt các kiểu, các thứ. Nhưng mà bây giờ thì đã được lên là tự động rồi ạ. Chúng ta bấm ở đây nó nhẹ nhàng hơn ạ. Vâng, một mẫu xe mà rộng rãi nhất phân khúc nhưng mà lại không cải tiến những cái trang bị như thế này thì quả thật là hơi tiếc, đúng không ạ? Và thay cho cái đầu radio trước đây vặn thì hiện nay là chúng ta đã được chấm cảm ứng. Và theo như Nissan đã công bố thì cái phần màn hình cảm ứng mới của Sunny này được thiết kế và trang bị thêm cả cái tính năng kết nối Bluetooth này, rồi đàm thoại rảnh tay này, rồi radio này, rồi nghe nhạc này, rồi chúng ta có thể kết nối sử dụng mạng qua điện thoại di động smartphone. Nhưng mà cái vô lăng thì đã được thiết kế đẹp hơn một chút, nhưng mà nói chung là những cái vô lăng của các mẫu xe Nissan thì luôn luôn được thiết kế đơn giản và chưa được tinh tế. Màn hình cái phần đồng hồ này cũng vậy, đã có một cái màn hình nho nhỏ ở chính giữa để hiển thị những cái thông số cơ bản của xe. Hai bên thì vẫn là hai cái đồng hồ dạng cơ analog thôi, nhưng mà rất là to, rõ ràng, chúng ta quan sát rất dễ. Cần số thì cái thiết kế cần số này thì vẫn được giữ nguyên.
cái cần này thì chắc là của các anh đàn ông, thế cho nên là chị em phụ nữ là không thay đổi, vẫn to như thế, vẫn tròn tròn như vậy. Và xe thì có trang bị cả số 2 và số 1 để giúp chúng ta đổ đèo xuống dốc được an toàn hơn. Phanh tay. Phanh tay thì không có cái phần da bọc ở đây, nên là khi mà các bạn sử dụng một thời gian, các bạn cũng lưu ý là rất hay bị lọt những cái bụi bẩn vào trong khe này, khó vệ sinh. Ghế thì ghế được bọc da, ghế bọc da màu ghi. Ghế bọc da thì khi mà sờ vào cái chất liệu da này thì tôi thấy nó ở mức ổn, được, không phải là đến mức quá tệ. Nhưng mà đối với một mẫu xe giá rẻ và trong phân khúc như này thì cái da này tôi thấy khá ổn đấy ạ. Không có bệ tì tay. À có bệ tì tay nhưng mà bằng nhựa, hơi cứng một chút, hơi đau. Cái này mà tì vào đây lâu thì đau lắm. Mà chúng ta ngồi chúng ta cũng không thể vặn người để tì như này được. Hy vọng là sắp tới bản Q series này sẽ được chăm chút hơn cái bệ tì tay, sẽ là một cái điểm cộng rất lớn cho những cái mẫu xe trong phân khúc, cùng phân khúc. Gương thì vẫn là chỉnh cơ thôi. Bây giờ có lẽ chúng ta ra hàng ghế thứ hai thôi nhỉ. Quá rộng. Đúng là một mẫu xe có cái hàng ghế thứ hai rộng nhất phân khúc của khác. Tôi bay người từ ngoài và cũng vẫn vừa. Và ghế thứ hai thì cũng với Sunny là những thiết kế đơn giản thôi. Hai cửa gió điều hòa như trước đây. Đây là một điểm cộng ở trong cái xe, trong tất cả các cái xe trong cùng phân khúc rồi. Và cửa gió điều hòa thật sự thì làm không được tinh tế cho lắm. Chúng ta cũng không thể phủ nhận cái điều này được. Ở đây có chỉnh nút gió như các bạn, cũng đầy đủ đấy chứ, đúng không? Chỗ ngồi thì rộng rãi, da ghế thì ở mức được. Bệ tì tay. Ui, bệ tì tay to. Da mềm, ấn lún lún luôn. Dạ vâng. Xin thưa với quý vị và các bạn là mẫu xe Sunny bản Q series này đang có mức giá bán là 568 triệu đã bao gồm phí VAT. Và các bạn thấy sao về mẫu xe này? Các bạn nhớ comment ngay phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của VMS 2018.